Rồi em chào mấy anh chị nha. Thì hôm nay em sơn cái chậu này nha mấy anh chị. Em test mấy màu sơn mới mấy anh chị. Mới màu sơn chuẩn bị ra nè mấy anh chị. Màu xanh đen với màu xanh hòa bình. Thì em cũng hết chậu mới rồi. Tận dụng là cái chậu bữa sơn da đồng nè. Chậu Phúc Lộc Thọ 38 ha. Đây nè, hôm nay sẽ test cái màu xanh đen này trước. Xanh đen này tạo đá lên nè. Đó. Xanh đen tạo hạt lên đó. Thì mấy anh chị xài chậu mới thì sơn kiềm vô đầy đủ rồi hẳn sơn cái màu xanh đen lên ha. Thì xài sơn xanh đen này sơn nền xong tạo đá granite lên. Hoặc là mấy anh chị mà hay sơn bể khánh á, hay là sơn mấy cái chậu mà mình hay thích kiểu vàng chấm bằng lưới á, thì màu này mình chấm bằng lưới bằng màu xám nhạt hoặc màu xám bằng màu trắng lên cũng đẹp lắm. Nó là màu xanh đen. Xanh làm cho nó xanh cho nó tối tối lại xíu. Cho nó giống giống đá mình đá xây dựng á. Đá xanh á. Ok giờ em sẽ kêu người em nó ra, nó pha cái màu này ra, nó phun lên cho mấy anh chị coi màu. Đó màu thực tế em test màu đó, nó nằm trên tấm đó. Đây màu nó nè. Nó có nhiều màu đẹp lắm anh chị. Còn màu xanh kia đẹp lắm, màu xanh ocean kia đẹp lắm. Với lại màu xám xanh nữa, em từ từ em sẽ sơn hết cho mấy anh chị coi. Màu xanh đen này trước đi. Rồi, pha sơn đi tí à. Màu này nè, màu xanh đen là màu này nè. Cái này là mã số được pha ra. Mốt đặt cái tem cái tên là xanh đen cho mấy anh chị mua, mấy anh chị nói cho nó dễ. Đây còn cái màu xanh này để sơn nền này, mốt đặt tên là xanh hòa bình mấy anh chị. Đó em sơn thử đó, xanh hòa bình, đặt nó là tên xanh hòa bình. Nó màu này cũng đẹp lắm, ở ngoài nhìn nó sáng đẹp lắm. Mà xanh hòa bình ha, mình sơn cái lòng trong rồi đó. Còn xanh đen này để sơn nền giả đá. Đó, hôm nay sơn màu này trước là tí. Sơn màu đó làm nền, xíu tạo hạt lên. Đây, màu mới khui của nó ra thì vậy nè. Vậy nè. À, khô lại nó sẽ khác xíu. Nó khô lại sẽ khác xíu, rồi pha sơn đi tí. Nó khô lại y tấm xi măng lên. Phun lên nền rồi mấy chị. Anh chị sơn chậu mới thì coi những clip cũ phải làm đúng quy trình, trà bụi bỏ đồ này kia hết. Còn đây là em sơn thử cái màu này trước cho mấy anh chị coi. Nó gọi là màu xanh đen mới ra đó. Màu này là 139.000 ký hệ sơn nước, sơn chậu kiện hệ nước cao cấp. Ok á. Ok mới làm mấy màu này nó mới đẹp được, mới sang được. Từ từ em sẽ sơn hết mấy màu kia cho mấy anh chị coi, nó có màu xám xanh đẹp lắm. Màu xám xanh cũng đẹp, mà màu xanh ocean kia cũng đẹp lắm, màu xanh ocean kia độc đáo. Đó. Nó có thể cũng gọi là xanh đen được, nhưng mà nó kiểu tông một màu nó khác, em khó giải thích lắm. Cái màu đó em chụp hình nó cũng khó lắm, bữa nào em sẽ sơn cho mấy anh chị coi. Khô lại nó sẽ tối xuống nha, nó tối xuống như cái tấm ấy, nó sẽ đậm lại như cái tấm em sơn đó. Rồi ok, rồi để nó khô đi rồi mình tạo hạt lên mấy anh chị. Rồi khô nè mấy anh, khô giờ mình tạo hạt màu trắng màu đen lên mấy anh. Em bắn bên kia qua kìa tí mặt, ngồi bên chậu kia bắn qua kìa tí mặt, không nó văng qua chậu đồng á. Nhỏ nhỏ thôi, nhỉ nhỉ. Nó khô nó tối lại xíu đó mấy anh. Với lại khi mình bắn hạt đen lên nữa nó sẽ đầm màu lại nữa, nó tối lại nữa. À, đẹp luôn, vừa màu đá xanh luôn. Đến coi, bắn ra cái lon coi. Bắn ở lon đang đứng nè. Được, bắn thưa thưa. Bắn sơ sơ đi xíu anh bắn nha. Nhỏ hơi xíu nữa. Bắn phớt phớt nhẹ nhẹ. Nhấp nhả đấy. Bắn từ từ thôi. Đó. Đó mấy anh tạo hạt đen hạt trắng lên là đẹp à. Bắn đều đều vô mấy anh, muốn hạt dày hạt mỏng gì bắn đều đều vô tìm mấy anh. Để em nhờ em nó quay sơ sơ, để xa ra xíu nữa em bắn cho nó đều. Bắn hạt trắng thì xong anh bắn hạt đen lên. Thì quy trình này em cho qua nhanh nha, tại vì hướng dẫn nhiều rồi.
Ở bắn xong màu trắng nè mấy anh, giờ bắn màu đen lên nữa. Màu đen á mấy anh muốn bắn nhiều á, đặt vô nó sẽ đè tầm cái nền này xuống nữa, đè cái nền này tối xuống một xíu nữa. Còn mấy anh bắn thưa vừa đẹp cũng được, tùy, đó là tùy sở thích mấy anh. Đó, màu này đúng màu xanh đá đó, giống màu xanh đá mấy cái gì ta em quên đây. Mấy cái công trình gì mà bằng đá mấy anh hay điêu khắc á, đẹp. Giờ tạo hẹp màu đen lên nè. Mấy anh xài màu này làm nền nè. Sau mấy anh chấm á, mấy anh chấm bằng lưới rồi. Có mấy anh hay sơn bể khánh á, kiểu màu này đẹp lắm. Lấy màu đen bắn lên em. Màu đen này mấy anh có quay mấy anh cũng khó thấy lắm nè. Đó, bắn màu đen lên là nó vậy. Tại vì cái màu này vô video á, nó cũng tối tối rồi, nên là bắn màu đen lên mấy anh khó thấy rõ lắm. Mấy cái nền màu xám bắn màu đen là thấy rõ nhất. Nhưng mà ở ngoài thì mấy anh làm nó sẽ rất là đẹp. Thì em quay lại hướng dẫn cái công đoạn cho mấy anh thôi. Sơn giả đá có dạng hạt granite á, thì mình phải bắn màu trắng màu đen thì nó mới đều, nó mới đẹp được. Đó, xong cái này xíu nữa em sẽ sơn bằng màu xanh hòa bình vô trong kia, rồi sơn nhũ lên cho mấy anh coi. Giờ để em bắn luôn. Rồi tạo hạt xong nè mấy anh, chuẩn bị sơn nền ha, để nó khô đi, nó khô đi sơn cái nền trong bằng màu xanh hoa bịch. Rồi giờ sơn bằng màu xanh mới, gọi là đặt màu tên là màu xanh hòa bình mấy anh. Đây là tấm này nè mấy anh, tấm này em lấy lên đó. Đó sơn vô trong nó xong rồi xíu mình sơn nhũ vàng. Không có cái cọ lông heo kia kìa, em có tặng mấy anh cái cọ nhỏ mà giờ em đang hết. Cọ đó sơn dễ lắm. Cái cọ này nè, cái cọ lông nhựa này nó cứng lắm, phải sơn hai lớp chắc luôn. Nó trượt đi không à. Cái cọ nhựa này nó hay. Cái cọ kia thì em hết rồi, em đang đặt xưởng sản xuất 5.000 cây mà làm lâu quá, cả tháng hơn rồi đó. Thì em hôi hối rồi, nhờ ông anh hôi hối rồi. Màu này cũng đẹp lắm á mấy anh. Đấy, có cái cọ nào mà cọ lông heo nào mà nhỏ hơn không tí mà. Ở dưới chị Quỳnh có bán không? Quỳnh cũng bán cọ con tay nha. Hơi xịt. Xịt cái này có tí xíu xịt ở đây mất thôi. Chứ quê chịu khó quét đi. Quét hai nước là đẹp à. Quét vô chịu ô luôn kìa. Cái cọ lông heo quét một cước một rồi mấy anh. Còn cái cọ cái lông nhựa này trời ơi nó trơn lắm. Không mấy anh quét mấy lần á. Mấy anh làm sơn mấy cái chậu á, lại cọ này tè tè ra sơn cũng được. Nhưng mà lúc mới thì nó khó lắm. Nó kéo sơn đi luôn. Chậu này chậu 38 lục thọ mấy anh, khối sen. Lục giác 38. Màu xanh đá này tạo hạt trắng đen lên đúng hợp luôn không? Nhìn đi như màu đá xanh rồi thấy không? Đúng không thấy mà? Ô là y rồi đó. Mấy chậu bự bự hơn như mấy chậu bên kia mấy anh phun. Mấy anh phun vô cho nó lẹ, đẹp nữa, láng bóng rồi. Màu xanh đang tô nền là gọi là màu xanh hòa bình nha mấy anh. Màu xanh này 139.000 ký luôn á. Bằng màu xanh nền luôn á, bằng màu xanh đen nền luôn á. Tạo hạt thì bằng màu đen cũng 139, màu trắng thì 99. Sơn ok nha mấy anh, sơn này là sơn ok á, sơn cho kỹ hơi nước ok cao cấp á. Bên này nó cũng tương đối khô mà nó bị quay camera hướng này thì nó thành xanh đá rồi, nó sai màu. Nó không phải màu này đâu. Nó màu giống bên kia là đúng không? Giống cái nắp á. Màu này qua đây là cái ngược sáng. Thì mấy anh coi là qua đây để cho mấy anh coi cái màu nền. Vô camera nó hơi sai màu xíu nha mấy anh. Màu ngoài nó sáng hơn. Màu ngoài nó tông xanh khác chứ không phải xanh giống camera. Nó thiếu nắng á, nên là nó hơi sai màu. Nhưng mà màu này ngoài phối màu này rất là đẹp luôn. Rồi sơn xong để khô cái xíu sơn nhũ vàng lên mấy anh.
đấy là nó không đứt. Mở qua rồi xuống lồ lại mới cứ cửa mở đụng anh đi mà mở gì đây ai cũng mở. Rồi giờ để cho nó khô nha mấy anh. Để cho nó khô xong rồi mình sơn nhũ vàng lên mấy anh. Rồi giờ sơn nhũ vô mấy anh ơi. Chấm nhũ vô. Chấm viền với lại hoa văn được rồi. Mấy anh chấm nước một thấy được thì thôi, còn sót thì xíu nữa mình để nó khô. Chấm từ từ thôi. Xíu nữa sót mình để nó khô xong rồi mình đi lấy cỏ, mình miết miết lại những chỗ chưa lắp là được. Là ok. Mấy mặt kia em rảnh em ngồi tô mớ rồi, cho nhanh. Em chấm em để nó vô trong thì nó sẽ không bị lem lên đó. Miếng mút nó sâu vô xuống cái chữ á. Nhũ thì mấy anh nên tô hai nước nó mới đẹp, mới sáng hẳn đủ màu, và lắp hết nền thì nó mới sáng, nó khô nó sáng hẳn. Mấy anh tô một nước thì nó tới đó thôi. Để ráo đi mới chấm lại nó mới dễ lên, mới nhanh lắp. Chứ nó còn ướt á mình chấm lại cái nó tuột đi cái lớp một đi cũng vậy à. Đó được rồi em ơi, qua chỗ nào chưa ấy. Sen cái chấm thì xíu nữa mình lấy cọ mình tô lại những chỗ chưa lắp á. Rồi, để nhũ này nó khô nè mấy. Đã nhũ này nó khô xong cái mình phủ keo nước lên mấy anh, xay danh vòng coi ở đây thấy không. Khô xong cái mình phủ keo nước bảo vệ lại mấy anh. Phủ mỏng lên mấy anh, pha với nước xong phủ mỏng qua lớp để bảo vệ lại bề mặt nó là được rồi. Nó chống phai màu với sau này nó đỡ bám rêu nữa. Ánh lên được xíu nữa. Rồi ok, pha phủ em. Phủ keo nước rồi mấy anh, phủ lớp mỏng rồi nha mấy anh. Có mấy anh cứ hay thích ép dày lên á, không cần dày đâu, phủ lớp mỏng là được rồi mấy anh. Bản chất keo nước là nó để bảo vệ lại bề mặt sơn này nè, cho nó lâu phai màu hơn nè. Đối với sơn ok cao cấp á, nó có độ bóng sẵn, là mấy anh sơn dày lên nó cũng như đó nè, nó hơn được tí xíu, không cần thiết phải dày lắm làm gì. Lớp mỏng thôi để mình bảo vệ lại bề mặt thôi. Mấy cái hạt được cho nó lâu phai màu hơn xíu. Độ cây này cứ bền màu tầm 3-5 năm nếu làm đúng hết quy trình từ lốc kiểm. Khô thì nó sẽ trong lại nhé mấy anh. Kéo nước mấy anh pha loãng từ 5-10% nước so với thể tích sơn. Xong rồi mình phun. Rồi ok, xíu nước khô đi em quay kết thúc video cho mấy anh coi. Khô cái bóng rồi đó mấy anh. Giờ xay một vòng cho mấy anh coi thôi. Đó. Thì hôm nay em sơn cái hai cái màu mới ha mấy anh. Màu xanh đen. Xanh đen để làm kiểu giả đá xanh á. Màu này giờ em chọn màu cho nhà máy họ pha sẵn luôn. Mấy anh khỏi phải pha như ngày xưa. Ngày xưa hay lấy xanh đá pha với đen á. Với lại màu xanh hòa bình mới ra. Màu xanh này ở ngoài đẹp lắm á. Hai màu này ở ngoài rất là đẹp luôn á mấy anh. Mấy anh có thể sơn sử dụng để sơn lăng mộ được cũng đẹp. Sơn chậu thì nó giống đá cũng đẹp. Nói chung là mình tùy mình cách phối nữa. Nhiều khi có mấy anh chấm chấm cũng đẹp lắm. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video này của em ha. Sắp tới khoảng tầm 3 ngày nữa sẽ có hai màu này. Giờ em sẽ làm cái những cái màu khác cho mấy anh coi luôn. Rồi cảm ơn mọi người.